Anh Vũ xin chào bà con mới về à. Đây tem 110 đời 2000 600.000 bộ. Đầy đủ bộ tem áo nha, hai tem cánh bửng nè. Tem Mugo. Cái miếng tem hởm, miếng tem mặt nạ mà 100.000 nè. 80.000 đâu hôm bữa quay không thấy nó ta. Tem quay nè. Đó, đầy đủ nguyên bộ tem luôn là 600.000 nha, không có tem thông số, tem áo không à. Rồi cho qua. Tem 110 xanh nhớt với tem 110 đời 99 2000 là 600.000 bộ, xanh nhớt 99 cũng có nữa. Không phải cái miếng Honda á. Sao hôm bữa quay không thấy nó là 80.000. Rồi bờ cổ qua 110 Thái nha, bờ cổ mới nè mà đắt, em đắt 2000 nè. Thấy không? Đắt 2000 nè bà con mà đắt 2000 nè, thấy không? Tháng 11 2000. À, bà con mua cái này em bán 250 bờ cổ. Rồi bàn thờ 110 xanh nhất thắng đùm không à, không có thắng đĩa nha, thắng đùm không à. Nè, thắng đĩa của chúng ta phải khoét lỗ. Rồi cái này là 350. Bàn thờ 350, bờ cổ 250, rồi chuyền đầu lên đây. Chuyền đầu lên, chuyền phục lên. Gắt chân nhôm qua 110 nó bây giờ nó làm gắt dài không à, đâu làm gắt ngắn đâu. Gắt chân dài 720.000, không có thun, không có con. Không có thun gì hết trơn nha. Vậy thôi là 720.000, đầu có Thái KFL. Rồi dẹp. Phục 110 Thái. Phục 110 Thái là một cặp lần triệu tư. Thằng mới về đây. Cặp triệu tư đây. Rồi KFL. Rồi cho qua đưa áo lên đây. Bả dài gì mới về đâu đó, có đi chuyện lên hết đây. Cặp bả dài là 350. Đó, bả dài 110 đắt mới. Có đắt 99. Đắt mới. Bả dài 110 mới. Xanh nhớt, em chỉ bán xanh nhớt thôi. 350. Mặt nạ, tem. Trời ơi, cái bà đậu này. Nó kêu cái tem Honda rồi, cái mặt nạ này quay cái tem kia. Cái mặt nạ 350, cái miếng tem này là 80.000. Hai miệng nè, dày mo. Honda kìa, là cái chữ Honda kia á. Chữ Honda không á, là nó của Alpha. Nó cũng 2.4 gắn Alpha được. Mà quay phim không giờ không thấy, cái nào mình moi ra đặng mình quay phim mình bán. Rồi cái miếng này là 350 nha, cái miếng này 80 nha bà con ha, đồ Thái đó. Cái này là 2000 nha, 99 nó có cần cưa, nhà máy nghỉ sản xuất rồi. Giờ sản xuất 2000 nữa mà, 99 bà con khỏi tìm đâu. Cốp bà nắc quy, 300.000, cốp đậy bà nắc quy nè. Dày mo luôn, Thái Lan mới. Cặp ốp sườn. Cặp ốp sườn cho mờ là 1.250.000. Không có tem mới vậy đó, màu xanh nhất. Chịu 250.000. Rồi cho qua đây. Mugo là 100.000. Bốn cánh bẩn là 1.800.000. Đấy. Bốn bẩn nè, Mugo đây. Mugo là 150 nè. 100.000 quay. Bảy Mugo này 100.000. Mugo mới có thấy nè, bốn bẩn nè, bốn bẩn bán chung không bán rời, không bán 200 và không bán hai ngoài, bà con đừng hỏi. Cậu không bán đâu. Tại nếu bán 200 hai ngoài em ôm, mà bán hai ngoài 200 ôm luôn. Rồi bốn cánh bẩn bán chung không mà không ai bán gời cho nha, 1.800.000. Đồ Thái này dày dặn, nó không có da bò đâu nha. Áo mới là không có da bò nha. Bà con lưu ý tất cả phụ tùng bên em bán được không có bao ship nha. Bút lông. Rồi cho qua đây, bốn bẩn nè. Đôi về bắt bán số. Nhiêu 200 sau này xuống 200.000 xuống 200 không bao ship, bà con lưu ý dùm nghe, cái đầu bự cầm cờ được tiền ship mắc, còn người nhỏ thì tiền ship nhỏ. Nhầm khi có người mua cái nhông sinh dĩa 280.000 mà nói sao giờ có tiền ship nữa, tức là tụi em không bao ship, bà con thương tình thì bà con trả thêm tiền ship này dùm em nha. Nè, thí dụ cái đuôi về này là 200 cộng ship nha, nó vậy á.
200 cộng thêm tiền ship ha. Rồi cảm ơn bà con trả giùm tiền ship nha. Rồi cho qua. Cái thằng này là nhiêu, 450 ha? 500 hả? Mỗi da, mỗi da trước 500 ngàn. Đó, bán với rồi nhớ không nổi với là thế là cũng bị lẳng trước tuổi rồi. 500 ngàn cộng ship nha. Đó, mỗi da trắng bùng. Nãy mình mua cặp ba dài là 350 nữa. Giờ thay vô xe mình. Rồi còn gì hết. Rồi hết rồi, thôi đi. Rồi xin chào bà con nha.